Chào, chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chà TV nha. Hôm nay anh em mình tiếp tục ghi hình cái câu chuyện này gửi đến cho quý vị và các bạn xem. Bây giờ Duy Linh và anh Lợi xin mời quý cô chú anh chị bạn chúng ta cùng theo dõi câu chuyện này như thế nào nha. Bây giờ anh Lợi sẽ đi vô trước quý vị, mình ở ngoài quan sát ha. Anh Lợi vô kiếm ông Âm trước. Công việc kiếm ông là của anh Lợi. Hôm nay tiếp tục chương trình, Duy Linh xin gửi đến quý vị và các bạn xem và nghe một mẫu chuyện. Ở đây quý vị thấy bên ngoài này có một cái cảnh nhìn ấn tượng đầu tiên, đó là một căn nhà ngói cổ xưa. Và chung quanh đây là rừng, rừng rú rất là nhiều. Cảnh này nhìn thấy rất là sợ luôn quý vị. Quý vị thấy là có một bụi tre và có mấy cây cao, cây dừa. Và kế bên đây nữa là bốn ngôi mộ. Quý vị thấy bốn ngôi mộ này mới không? Rất là mới luôn quý vị. Câu chuyện hôm nay chúng ta xem là vào năm 2017. Trong gia đình này gồm có bốn thành viên. Thế hệ mà ông bà cụ xưa đó đã mất rồi, tạm thời để qua một bên. Và ông bà cụ này là có một người con trai và một cô con dâu và hai người cháu nội trai luôn quý vị. Và cái câu chuyện hôm nay mình xem cái gia đình này, gốc gác của chủ nhân của ngôi nhà này là ngày xưa là người ta nói là dân di cư năm tư vậy đó quý vị. Là mình cũng không biết chính xác là người miền Trung hay là người miền Bắc ha. Nhưng mà nói năm tư thì mình chỉ biết vậy thôi. Bởi vì cái thông tin mà cái chú mà liên lạc với mình để xuống đây để ghi hình quý vị, là chú kể cho mình câu chuyện để mình nghe và mình ghi hình, mình gửi lại cho quý vị xem. Một hôm đó là một chuyện không may mắn xảy ra. Cái chuyện này thật là hy hữu nhưng mà nó cũng vẫn có xảy ra. Người đầu tiên đó là anh chủ nhân của ngôi nhà này. Anh đã 53 tuổi quý vị và người vợ là 49 tuổi. Và hai người con đều 30 mấy tuổi mà chưa có gia đình luôn quý vị. Một hôm đó là anh đang ngồi ở dưới một cái gốc dừa này, mà anh đang làm cái việc gì đó, mà bỗng nhiên ở trên cái cây dừa mà con chuột nó ăn cái trái dừa đó quý vị, bỗng nhiên nó rụng một trái, nó rơi xuống ngay cái đầu của anh mà thụt cái cổ xuống luôn quý vị. Đưa anh đi qua bệnh viện. Vài ngày sau anh này mới mất. Và trong khi anh mất đó, là người vợ của anh làm đám tang theo cái thủ tục là người miền Trung hay là người miền Bắc gì đó quý vị. Là để lại 24 tiếng và đem đi chôn. Hồi lúc đó đó quý vị, là đất nhà nên là ở phía sau là hết đất rồi, chỉ còn ít thôi. Và quyết định là chôn anh ở trước cửa nhà mà chặt về một bên quý vị. Và cái công việc mà làm đám tang cho anh đã hoàn tất. Và gia đình đưa anh ra phía trước này để mà chôn. Khi đem anh đi chôn xong là đúng 25 ngày quý vị. Cái người vợ của anh bị điện giật. Mà trong khi đó là điện giật ở trong công ty quý vị, chứ không phải là điện giật ở nhà, mà điện giật ở trong công ty. Rồi công an cũng vô công ty để mà khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Và bên công ty và công an hỗ trợ đưa xác của cái người nạn nhân này là người chị đó về nhà để cho hai người con này lo hậu sự mai táng. Và độc chiêu hơn nữa là những người con này để lại đúng một ngày, để lại đúng một ngày đem chôn. Rồi tiếp tục chôn chị kế bên là hai cái mã màu nâu nâu xám xám này đây quý vị. Rồi bây giờ trong cái ngôi nhà này chỉ còn có hai người con thôi. Mà ngày xưa ông bà cụ này mất á thì đi quả thiêu và bỏ đem hài cốt về nhà để mà thờ, chứ không có chôn quý vị. Và thế hệ sau này là anh chị mới được chôn ở đây. Rồi hiện tại bây giờ là còn hai người con. Ở địa phương người ta nói hai người con này cũng khá là du côn. Bởi vậy hai người con của anh sống đã 30 mấy tuổi rồi mà không có cô gái nào để ý. Bởi vì hai anh chàng này á, vóc dáng đã xấu mà còn thêm cái tánh hung hăng. Hai anh em người này là làm ở cái công việc là mua bán đồ ở bên chợ Tân Thành ấy. Kính thưa các vị
chủ nhà ở đây. Kính thưa các vị quý Phật tử ở đây, hôm nay anh em con có đến đây để vào đây. Và trước tiên thì thắp cho các vị ba cái nhang. Và cái tiếp thì anh em con xin phép các vị cho anh em con vào đây để ghi hình cái ngôi nhà cổ này và gửi đến cho mọi người xem. Anh em con thắp cho các vị ba cái nhang nha. Và đồng thời xin phép quý vị cho anh em con bắt đầu tiến hành quay phim nha các vị. Và các anh nói chuyện cũng hơi mạnh miệng đó, nên là dân địa phương người ta không thích. Và một hôm đó, trong cái nhóm các em đang nhậu là có 7 người. Mà trong khi đó là trong cái nhóm đó có một người kiếm chuyện với những cái người mà đi ngang qua đường. Bởi vì nhậu xỉn hết rồi quý vị, nên là lúc ta xỉn ta rất là hung hăng, nên thấy người ta đi ngang mà dòm ngó là muốn kiếm chuyện để đánh người ta rồi. Một người trong 7 người này mới là xách cái gậy đẩu chạy ra để mà dí ha, rượt hai người kia. Mới đầu là cái người đó chửi bên hai người kia cái gì đó, và bên kia người ta mới nói gì đó. Và anh chàng này anh mới xách cái gậy đẩu anh chạy ra anh dí người ta. Hai người kia cũng bỏ chạy về. Nhưng mà hai người kia không phải là dạng vừa quý vị. Và khi những người đó về nhà đó, tụ tập lại một số người khá là đông, tầm 20 người. Trong khi đó là chạy đến đây và bao vây cái khu nhà này. Trong khi đó là các em này đang ngồi nhậu và chạy loạn xạ hết. Ở hiện trường lúc đó, một nhóm 20 người đó, ba chém gục một người ở cái vị trí ở đây. Và còn những người kia là chạy thoát hết. Người anh nhảy vô cái hồ này trốn. Mà cái nhóm 20 người đó đã lục ra cái người anh trốn trong cái hồ này. Và chém anh gục ngã, chết trong cái hồ luôn thì. Trong cái hồ nước này ha. Và người em thì trốn ở phía sau cái bụi tre. Mà ác một cái á, là cái nhà kế bên nó có con chó. Khi anh núp ló ngoài đó đó, con chó bên kia nó sủa rất là nhiều. Hiện tại cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Chập TV. Trước khi rời màn hình, cô chú anh chị và các bạn vui lòng bấm nút đăng ký và like cho mình một like để ủng hộ tinh thần nhé. Và nếu quý vị thấy video hay hơn thì chia sẻ cho nhiều người xem, cho nhiều người biết đến cái kênh Chập TV. Duy Linh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha.